Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh 24 giờ của chúng tôi. Chúc tất cả các bạn một ngày mới thật nhiều sức khỏe và niềm vui. Sau đây là những nội dung chi tiết. Loạt ảnh xác minh của Triệu Lệ Dĩnh đôi mắt hụt hồn khiến Vương Nhất Bá cũng mê đắm. Trên mạng xã hội, nhiều khán giả dành cho Triệu Lệ Dĩnh lời khen về nhan sắc. Mới đây, ekip sản xuất chương trình Xin Nhờ Tủ Lạnh mùa 7 vừa công bố loạt ảnh quảng bá của Triệu Lệ Dĩnh. Triệu Lệ Dĩnh ăn mặc đơn giản, trẻ trung, đồng thời chụp ảnh với dáng vẻ căng đầy sức sống. Khi làm dáng chụp ảnh, Triệu Lệ Dĩnh còn ngậm cả hoa cúc trong miệng. Hình ảnh này gây chú ý với nhiều người hâm mộ. Trên mạng xã hội, nhiều khán giả dành cho Triệu Lệ Dĩnh lời khen về nhan sắc. Dù trải qua bao sóng gió, nhưng Triệu Lệ Dĩnh vẫn luôn tươi cười. Triệu Lệ Dĩnh cũng từ chối nhắc đến mọi ồn ào gần đây. Triệu Lệ Dĩnh sinh năm 1987 tại Hà Bắc. Có một giai đoạn Triệu Lệ Dĩnh bị xem thường, bởi lẽ cô có xuất thân thuộc hàng bình dân, cha là nhân viên cảnh sát địa phương, mẹ chỉ là bán hàng tạp hóa, gia đình không thuộc dòng dõi trăm anh thế phiệt. Triệu Lệ Dĩnh từng học ở trường kỹ thuật điện tử Lăng Phương, Hà Bắc. Mãi đến năm 19 tuổi, Triệu Lệ Dĩnh mới bén duyên về điện ảnh khi tham gia vào một cuộc tìm kiếm tài năng. Dù không có bằng cấp, không được đào tạo bài bản từ trường lớp, song Triệu Lệ Dĩnh vẫn giành chiến thắng ngoạn mục. Cuối cùng, cô bước chân vào showbiz rồi gây ấn tượng với các dự án như Tân Hoàn Châu Kích Cách, Sam Sam Đến Rồi, Hoa Thiên Cốt, Sở Kiều Truyền, Minh Lan Truyền, Hiểu Phỉ. Hiện tại, Triệu Lệ Dĩnh đã được công nhận về vị trí tiểu hoa đán hàng A ở showbiz. Nhất cử nhất động của Triệu Lệ Dĩnh đều trở thành chủ đề bàn tán sôi nổi cho truyền thông lẫn cư dân mạng. Sau khi ly hôn, Triệu Lệ Dĩnh vẫn chăm chỉ làm việc, nữ diễn viên ngày càng nổi tiếng và nhận được lời quảng bá cho hàng loạt thương hiệu đình đám. Vương Nhất Bá đi họp báo, đẹp trai mê mẩn bảo sao Triệu Lệ Dĩnh lại phát cuồng. Vương Nhất Bá ngày càng bảnh bao và cuốn hút sau vai nam chính Trần Tình Lành. Tại buổi họp báo xuất hiện nổi bật với hình ảnh thời thượng trẻ trung, Vương Nhất Bá được khen vì vẻ ngoài điển trai. Trong suốt quá trình giao lưu, Vương Nhất Bá tỏ ra rất nghiêm túc và cầu thị. Nam diễn viên được khen là ngày càng nổi tiếng và có sức hút sau khi đóng vai chính trong bộ phim Đan Mỹ Trần Tình Lệnh. Tại buổi họp báo, Vương Nhất Bá chia sẻ cảm xúc khi đảm nhận vai trò đội trưởng, cho đây chính là bước nhảy đường phố. Vương Nhất Bá nói rằng nhờ chương trình này mà anh học hỏi cũng như hiểu biết hơn về các vũ công. Netizen khen ngợi Vương Nhất Bá thông minh, học hỏi rất nhanh, lại còn khiêm tốn, biết mình biết ta chứ không tỏ ra trăng chảnh hay có thái độ không tốt với đàn anh. Tại đây chính là nhảy đường phố mùa trước, Vương Nhất Bá cùng các thành viên trong đội của mình cũng giành chức quán quân. Đây chính là bước nhảy đường phố hiện đang được phát sóng trên Youku. Tại Việt Nam, chương trình cũng được phát sóng trên Vion. Vương Nhất Bá sinh ngày 5 tháng 8 năm 1997, là một ca sĩ diễn viên, người dẫn chương trình và tay đua mô tô chuyên nghiệp người Trung Quốc. Anh từng là thành viên của nhóm nhạc UNIT, chuyển sang hoạt động với tư cách là một diễn viên. Vương Nhất Bá đã gây sốt khắp châu Á với vai diễn Lam Phong Cơ trong Trần Tình Lành. Bằng vai diễn ấn tượng Lam Phong Cơ, Vương Nhất Bá trở thành một trong những ngôi sao trẻ được yêu thích nhất, liên tục đứng ở vị trí cao trong các bảng chỉ số hoạt động, chỉ số truyền thông. Ngoài ra, Vương Nhất Bá còn trở thành diễn viên đột phá nhất năm 2019 trong lễ trao giải kỷ niệm 10 năm của GQ và lần đầu tiên lọc top 100 người nổi tiếng có sức ảnh hưởng nhất Trung Quốc do tạp chí Forbes công bố với vị trí số 71. Bên cạnh đó, anh từng được nhận vinh danh về vai trò diễn viên tại GQ. Bản tin của chúng tôi đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn ở những tin tiếp theo.